kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, mặc dù là đợt lạnh cuối mùa nhưng đi kèm gió mùa đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, có nơi giật cấp 6, cấp 7 nên cảm giác khá rét. Mặc dù không mưa và khá tạnh ráo nhưng hôm nay nhiệt độ thấp nhất ở thủ đô Hà Nội phổ biến ở mức là từ 14 cho tới 16 độ và cao nhất cũng chỉ từ 18 cho tới 20 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở mức là từ 13 cho tới 16 độ, có nơi dưới 10 độ. Và nhiệt độ cao nhất là từ 19 cho tới 22 độ và có nơi trên 22 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở mức là từ 14 cho tới 17 độ, vùng núi có nơi từ 9 đến 12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất cũng chỉ từ là 18 cho tới 21 độ. Hình thái thời tiết như thế này thì sẽ duy trì vào ngày mai ở Bắc Bộ với nền nhiệt cao nhất trong ngày có chiều hướng tăng dần. Chuyển sang các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, hôm nay vẫn nhiều mây, có mưa, riêng các tỉnh Nam Trung Bộ, một số nơi vẫn mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến ở mức là từ 30 cho tới 80mm và có nơi trên 120mm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở mức là từ 15 cho tới 18 độ và cao nhất là từ 19 cho tới 22 độ, giảm từ 3 đến 5 độ so với ngày hôm qua. Mặc dù nền nhiệt cao hơn khu vực Bắc Bộ, nhưng trời mưa kèm theo gió nên cảm giác rất rét buốt và khá vất vả khi phải lưu thông trên đường. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên mưa vẫn đang diễn ra trong đêm nay tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Từ ngày mùng 3 cho tới ngày mùng 6 tháng 4, khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa và Tây Nguyên dự báo sẽ tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Người dân các địa phương này cần lưu ý nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Khu vực Nam Bộ, hôm nay và ngày mai trời tiếp tục nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức là từ 30 cho tới 33 độ. Tuy nhiên lưu ý tối nay có thể có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cụ thể thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai sẽ có trong phần tiếp theo của bản tin. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và sáng trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trưa và chiều giảm mây, không mưa. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, có nơi cấp 4, trời rét. Nhiệt độ 16 đến 22 độ, độ ẩm 80 đến 90%. Khu vực Trung Du và vùng núi, đêm và sáng trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trưa và chiều giảm mây, không mưa. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, có nơi cấp 4, trời rét. Nhiệt độ 16 đến 20 độ, độ ẩm 80 đến 90%. Khu vực thành phố Vinh, đêm và sáng trời nhiều mây, có mưa mưa rào, trưa và chiều giảm mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ 16 đến 21 độ, độ ẩm 85 đến 90%. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và sáng trời nhiều mây, có mưa mưa rào, trưa và chiều giảm mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ 16 đến 21 độ, độ ẩm 90 đến 95%. Dự báo thời tiết các tỉnh thành trong cả nước sẽ kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn và chúc quý vị ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại!